lại Thiên Chúa, lòng con tin thờ kính Ngài. Từ khi ban mai hồn con tìm kiếm nhan Ngài, hồn con khát khao, thân xác đã mòn mỏi trông như đang hàn hán đất chờ nước tới tuôn tràn. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa con thờ, linh hồn con hằng luôn khao khát Chúa. Mạng con nên môi miệng con ca ngợi Thiên Chúa không ngơi. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa con thờ, linh hồn con hằng luôn khao khát Chúa. Và thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình và thập giá mình hằng ngày mà theo. Này ta sẽ đón nhân khốn cùng vì nhân thế, là ta sẽ hiến mang sống mình và sau đó sẽ trỗi dậy giang ngời trong vinh quang.